Theo dữ liệu thống kê và tra cứu kiểm định, hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 4.700 xe ô tô các loại đã quá hạn kiểm định trên 30 ngày. Để quản lý chặt chẽ các phương tiện quá hạn kiểm định, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở các tổ chức cá nhân không đưa các phương tiện này vào hoạt động và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, Sở cũng chỉ đạo các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách các phương tiện quá hạn kiểm định và hết hạn sử dụng để thông báo cho các lực lượng chức năng làm cơ sở kiểm tra, theo dõi và xử lý vi phạm. Việc xe quá hạn kiểm định, hết hạn sử dụng sẽ không đảm bảo điều kiện hoạt động vì tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông, nên lực lượng chức năng khi phát hiện cần phải xử lý nghiêm.